mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng năm học vừa qua trường đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhà giáo ưu tú Thạc sĩ Nguyễn Trung Phan lên đọc báo cáo tổng kết năm học 2014-2015. Xin trân trọng kính mời. Thưa các vị khách quý, thưa thầy, các cô, cán bộ công nhân viên nhà trường và toàn thể các em học sinh có mặt tại ngày hôm nay. Sau đây tôi xin phép được đọc bản báo cáo về đào tạo năm 2014-2015. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường trong cả nước có nhiệm vụ đào tạo các ngành sân khấu, điện ảnh và truyền hình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Chính vì thế, nhà trường đã xác định nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phục vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn trong cả nước. Tại đây, hàng ngày có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi. Về sân khấu điện ảnh và truyền thông được đánh giá là một nơi năng động nhất. Nhà trường có vinh dự được đóng trên địa bàn tại thành phố này, qua đó thấy được những mặt thuận lợi và cả khó khăn thách thức để tìm ra những giải pháp và phương hướng phát triển về đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2014-2015, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên, thiết bị chuyên dùng trong giảng dạy, nhưng tập thể giảng viên, cán bộ, công nhân viên đều quyết tâm đặt mục tiêu đào tạo là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. Nhà trường đã tuyển sinh các hệ chính quy, vừa làm vừa học cho tất cả các mảng ngành. Số sinh viên trúng tuyển trong năm 2014-2015 là 221 sinh viên, bao gồm cả chính quy và tạ chức. Trong năm học vừa qua, các thầy cô đã cố gắng trong lĩnh vực chuyên môn của mình bằng các hình thức đổi mới, cập nhật giáo trình để làm bài giảng thêm phong phú, đa dạng hơn, tạo cảm hứng học tập cho sinh viên. Đội ngũ giảng viên nhà trường tuy còn thiếu về số lượng nhưng về chất lượng học hàm học vị ngày được nâng cao. Các thầy cô đều phấn đấu học tập nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như chính trị, trong đó có hai người là nghiên cứu sinh và một người học cao học. Năm 2014-2015, nhà trường chú trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đã tổ chức hai hội thảo khoa học cấp trường, đó là nâng cao chất lượng đào tạo của diễn viên kịch điện ảnh, khai thác và sử dụng âm nhạc dân tộc cho các tác phẩm nghệ thuật đương đại, viết ba chương trình đào tạo chuyên ngành của diễn viên và quay phim đã được nghiệm thu, tiến hành làm đề án mở hai mảng ngành đại học diễn viên và quay phim, đã có kế hoạch cụ thể với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp khoa học vào năm 2016. Về quan hệ quốc tế, trao đổi với học viện, chia sẻ kiến thức về nghệ thuật của Pháp, hai bên đã trao đổi và cử các chuyên gia sang giảng dạy cho nhà trường. Nhà trường còn tổ chức ba lớp ngắn hạn cho đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, được đài truyền hình Vĩnh Long đánh giá cao về chất lượng đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen. Ngoài ra, thầy trò Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công đoàn và thanh niên tham gia nhiều chương trình giao lưu ngoại khóa như mùa hè xanh, các chương trình thể thao đều được đánh giá tốt. Trong các cuộc thi liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, liên hoan phim, các thầy cô và sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt được những giải thưởng về tác phẩm hay giải cá nhân, qua đó thể hiện được chất lượng đào tạo của nhà trường. Tại cuộc thi tài năng trẻ của các trường văn hóa nghệ thuật trong toàn quốc tháng 6 năm 2015 tại Huế, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được giải nhất chương trình, 2 giải vàng cho giáo viên, 2 giải vàng cho sinh viên, 4 giải bạc và 2 giải đồng. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cục vụ huyện chuyên môn, cùng sự cố gắng của tập thể nhà trường, công tác đào tạo năm 2014-2015 đã đạt được những kết quả nhất định để làm tiền đề cho phương hướng đào tạo 2015-2016 của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích tất cả cho sự nghiệp đào tạo của hôm qua, hôm nay và mai sau. Xin trân trọng cảm ơn mọi người.